À, cái đề số 03 trong bộ đề 3 đề dự đoán của thầy. Và xong cái đề số 03 này thì mai bắt đầu thầy chữa bộ đề là bộ đề trúng tủ nhá. Và trưa mai chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu tiếp cái chuỗi về lý thuyết nhá. Ok, nhớ nhé. Nhớ giờ đấy ạ. À, để cho không bị chạch giờ thì các em có thể click vào nút chuông, xong rồi là click vào nút xem trước của fanpage để có thể theo dõi được mọi cái buổi live stream của thầy. Ok. Nào, câu số 41 ạ. Câu số 41 đáp án có này, câu số 41, số nguyên tử carbon trong phân tử etin acetat là bao nhiêu? Đấy, carbon trong phân tử etin acetat chúng ta là gì ạ? CH3 COO C2H5. Các em lưu ý ở đây để bảo số nguyên tử carbon nhá. Vậy là mình có mấy ạ? 1 2 3 4 đúng không? Mình có 4 nguyên tử carbon. Đáp án đúng của mình là đáp án C các bạn nhá. Đáp án C ạ. Câu tiếp theo ạ, câu số 42. Axit nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng Tráng Dương? Cái câu hỏi đề ở đây ấy, người ta hỏi là axit nào có khả năng tham gia phản ứng Tráng Dương kìa. Thế thì điều kiện để phản ứng Tráng Dương của một thằng axit ấy thì nó phải là có đầu HCO đúng không? Đầu HCO, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, HCOH đúng chưa? Thế bây giờ câu 43. Câu 43 các bạn chọn đáp án gì ạ? 43 các bạn chọn đáp án gì ạ? Kim loại sắt không bị oxy hóa bởi những dung dịch nào sau đây? Thực ra những cái câu đầu này là những câu dễ đúng không? Dễ nhưng có nghĩa là dễ sai ạ. Những câu đầu dễ sai. Nên là nhiều bạn là làm câu này theo kiểu mắt nó lé, thế là làm mà thầy vẫn hay nói ở bên trong tất cả các lớp học của thầy thì thầy gọi đó là sai ngu. Làm sao để cái bước đầu tiên tiên quyết để em đạt được điểm cao trong kỳ thi á, thì là việc đó là em phải đạt được cái gì ạ? Em phải đạt được 100% là cái điểm của em là không bị một câu nào sai ngu. Được chưa? Thì nó mới thành công được. Ok không ạ? 43. Kim loại sắt không bị oxy hóa bởi dung dịch nào sau đây? Đề bài hỏi nhá. Có nghĩa là không bị oxy hóa là không tác dụng đi còn gì nữa. Đúng không? Thế thì sắt chắc chắn tác dụng HCl, tác dụng AgNO3, tác dụng với COS4, vậy thì nó chỉ không tác dụng với ZnCl2 thôi, bởi vì sắt không đẩy được kẽm, sắt yếu hơn kẽm mà. Sắt yếu hơn kẽm sao sắt đẩy được kẽm được? Đúng không? Thế câu 44 à. Triolein không phản ứng với chất nào sau đây? Thế thì muốn giải được là triolein không phản ứng với chất nào sau đây ấy, thì chúng ta phải biết được rằng là đầu tiên là công thức của triolein là gì đúng không các bạn? Nhiều bạn bảo là triolein là chất béo. Ok, nó là chất béo chính xác, nhưng công thức của nó là gì? Đúng không? Công thức của nó là gì thì nhiều bạn lại quên, hoặc là ngồi phòng thi quên. Thế vậy bây giờ để mà tránh cái việc mà chúng ta quên, vậy các bạn cùng comment cho thầy xem là công thức của triolein là gì. Và nếu đặc biệt hơn, bạn nào mà nhớ được nhiều hơn thì có thể vui lòng nói cho thầy biết rằng là bên trong cái thằng triolein ấy có bao nhiêu liên kết pi được không? Thì như vậy nó mới tốt được, như vậy mình học nó mới ổn được em ạ. Đúng không ạ? Thì sau khi mình nói được bao nhiêu liên kết pi thì mình mới biết được rằng là bên trong phân tử của nó có bao nhiêu liên kết pi CC. Và từ cái số pi CC đấy thì mình mới suy ra được là nó phản ứng với những thằng nào. Ok không? Đúng không? Các bạn cùng comment đáp án nhé. Phun đi ạ. Vậy ở đây mình có công thức của anh triolin, nó sẽ là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Và các em lưu ý cho thầy là bên trong cái gốc C7H33 này nó có một nối đôi CC, nên ba gốc này nó có ba nối đôi CC. Và ba gốc có ba nối đôi CC thì chắc chắn 100% là nó tác dụng được hydro, xúc tác niken. Đúng không ạ? Chắc chắn tiếp là nó tác dụng được với NaOH, điều này điều không thể chối cãi được. Đúng không? Và nó có thủy phân trong môi trường axit, đúng không? Bọn này bọn este kiểu gì cũng thủy phân trong môi trường axit. Vậy không phản ứng với chất nào ạ? Vậy là nó không phản ứng với dung dịch NaCl, các bạn nhớ chưa? Nó không phản ứng với dung dịch NaCl. Làm sao nó phản ứng với muối ăn được, đúng không? Chất béo không phản ứng với muối ăn, mà muối ăn cho chất béo chỉ khiến ta mặn thêm một tí xíu thôi. Ok, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Cái việc mà các em comment đáp án, cũng như cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học này, cũng như cái việc mà các em tác tất cả các bạn của em vào đây là thay như một lời động viên cho thầy Minh để có thể soạn ra những cái đề xịn sò hơn dành cho tất cả các bạn của các em, để có những buổi học cháy bỏng hơn với các em nha. Chúng ta còn một vài ngày cuối rồi, chúng ta cùng cố gắng hết sức hết mức cho một cái kỳ thi năm 2022 thật là hết mình với nhau. Ok, nào mình chiến đấu tiếp câu 45.
45 ạ. Chất nào sau đây được làm dịch để truyền tăng lực cho người già và trẻ em và người ốm? Đấy, cái ô này thầy mà là người ra đề nhá, thầy phải cho cái đáp án E là natri clorua. Thầy thề với các em, thầy mà cho cái đáp án E natri clorua này vào thì ối bạn ôm hận trong cái cuộc đời ngày hôm nay. Đúng không? Nếu bao nhiêu bạn nghĩ là nếu mà thầy cho natri clorua ở đây là các bạn chắc chắn là tôi nó. Tôi thật luôn ấy, bởi vì là muối thì vẫn hay được truyền trong cơ thể mà. Nhưng mà ở đây chúng ta khi mà chúng ta làm đề, các bạn phải nhớ cho thầy là chúng ta phải gạch chân những cái từ chốt. Các bạn rất hay quên cái việc gạch chân những cái từ chốt nhá. Chất nào sau đây làm dịch truyền tăng lực cho người già? Dịch truyền tăng lực cho người già. Đó, đây nó phải là tăng lực nhá các em nhá. Tăng lực thì mình chỉ có thằng nào tăng lực thôi? Thằng glucose mà thôi à. Đáp án đúng là đáp án A. Và nhân tiện đây cũng đã có chuẩn bị thi rồi nên thầy cũng nhắc nhở các em một chút là khi mà các em đi thi ấy, các em hãy mua cho thầy cái bút 6B. Đừng mua cái pen số 2 của thầy nhá. Bút pen số 2 chỉ viết ở trên iPad thôi chứ không viết ở những cái chỗ khác. Các bạn nên mua bút chì 6B để tô. Và chúng ta cũng sử dụng luôn cái bút chì đấy để mà nháp luôn. Sáng nay thì vừa gặp ông em họ của thầy, ông ấy gì gì, ông ấy cứ cầm cái bút này lên để ông ấy nháp nháp nháp, xong lại thả cái bút này xuống, xong lại lấy một cái bút khác để ông tô. Trời ơi, như vậy rất tốn nhiều thời gian các bạn ạ. Đấy chưa, các bạn đã và đang coi live stream ngày hôm nay của thầy, đừng có bao giờ tốn và phí thời gian như vậy nhá. Mình mua cái bút chì 6B, mình dùng cái bút chì đấy để tô. Và cũng dùng cái bút chì đấy để nháp luôn. Đấy chưa ạ. Tí nữa cuối buổi thầy sẽ tiết lộ cho chúng ta một cái cách để tô mà tiết kiệm thời gian hơn so với tất cả những cái cách mà các em đã được dùng từ trước đến nay. Thế đảm bảo là cái cách này chưa từng ai nói cho các em biết. Đấy, chú ý nhá. Nào, câu số 46 ạ. 46 đáp án gì ạ? Ở điều kiện thường, amin nào sau đây là trạng thái lỏng? Cái này nhiều bạn hay nhầm lắm nhỉ. Trạng thái lỏng, trạng thái lỏng. Nói thật chứ trạng thái khí chưa chắc đã nhớ, nói gì đến trạng thái lỏng. Bao nhiêu điều kiện thường amin nào là trạng thái lỏng? Thế bây giờ thử xem là metinamin là trạng thái gì? CH3NH2 trạng thái gì ạ? À, bạn nào nhớ không? Etinamin thì trạng thái gì? CH5NH2 còn nhớ không? Trimetinamin trạng thái gì ạ? Này, có khéo nhiều đứa bây giờ ngồi đây còn không biết công thức của từng anh ấy, đúng không? Và bao nhiêu đứa không biết công thức của từng anh thì điểm danh thế này. Anilin nó kêu nhầm thành alanin, C6H5NH2 anh em nhỉ. Đấy, anh nào chất lỏng? Anh nào chất lỏng? Ở đây nhá, tiện thể trong bài học ngày hôm nay thầy nhắc chúng ta một cái chú ý nho nhỏ được ghi trong sách giáo khoa. Cái chú ý này rất quan trọng với các em nhá. Nên là thầy nhắc vậy thì các bạn, để các bạn mình vừa học mình vừa nhớ mà, thì mình có cái chú ý nho nhỏ này này. Đó là gì ạ? Metinamin này. Đấy chưa? Dimetinamin nhá, dimetinamin này. Etinamin này. Cái chú ý được ghi trong sách giáo khoa các bạn ạ. Và trimetinamin, được chưa? Thì tồn tại ở điều kiện thường là thể khí các bạn nhá. Được chưa? Nhớ chưa? Và nó có mùi khai các bạn nhá. Các bạn nhớ chưa? Nó là thể khí và nó có mùi khai nhá. Vậy là ba ngày là đều ở thể khí. Và đề bài hỏi chúng ta ở đây là gì ạ? Ở trạng thái lỏng cơ. Đấy chưa? Thế thì cái thằng nào ở trạng thái lỏng ạ? À, trạng thái lỏng là gì? Anilin. Trời ơi, dễ ợt luôn. Nhớ nhá. Anilin ở trạng thái lỏng nhá, các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ mà. À, câu 47 này của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Thạch cao sống. Đây ạ, thạch cao sống của chúng ta nó là đáp án C nhá. Đây vẫn là những câu dễ thôi, một tẹo nữa. Chúng ta xuống phía dưới á, là chúng ta sẽ có những cái câu dự đoán rất là dã man ở trong cái kỳ thi sắp tới. Nên rất là mong muốn tất cả các bạn và các em khi theo dõi buổi học ngày hôm nay có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. À, cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học này là thay như một cái lời động viên cũng như là một lời giúp thầy để có thể có những cái buổi cố gắng hơn cho những cái buổi live tiếp theo. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều ạ. À, câu tiếp theo, câu 48 ạ. PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa. Có thể điều chế PVC bằng cách trùng hợp monomer nào sau đây? Thì các em chỉ cần nhớ về cái tên của anh PVC thôi là chúng ta sẽ làm được. Tên của PVC nó là poly
poly vinin vinin clorua. Vậy thì cái anh polyvinin clorua ấy thì nó được đi từ gì? Thì nó được trùng hợp từ anh vinin clorua. Vậy thì vinin clorua là công thức này, đúng chưa? Vậy thì nó trùng hợp nó sẽ tạo thành polyvinin clorua. Trời ạ, à, dễ quá. Cái này được sử dụng làm bọc của dây dẫn điện và cái ống nước. Nên là những cái bạn nam nào mà có mục tiêu là thi đỗ đại học vào các cái trường để mà đi sửa ống nước ấy, với lại sửa điện nước ấy, thì các bạn phải chú ý cho thầy cái công thức của polyvinin clorua nhá các bạn nhá. Rồi, ok, tiếp tục ạ. Câu 49. 49 đáp án gì ạ? Thì thường ghi SO2 thì tên gọi SO2 là gì ạ? Lưu huỳnh dioxit các bạn nhỉ. Đáp án đúng là đáp án B. Mình tăng tốc tí nhá. Câu 50 ạ. Hỗn hợp kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong dịch HCl dự? Hỗn hợp kim loại nào sau đây tan trong hoàn toàn trong HCl dự? Thế thì để mình nắm được là nó tan trong HCl dự hay không ấy, thì chúng ta cần phải nắm được thế này, đó là cái kim loại đấy nó phải đứng trước hydro trong dạng điện hóa, đúng không? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Được chưa? Vậy thì ngay lập tức mình loại ngay đáp án A đúng không các bạn? A có bạc, bạc đứng sau, bạc có bao giờ tác dụng HCl đâu. Tương tự đáp án C cũng loại bạc luôn nhỉ. Tương tự là đáp án B mình loại đồng luôn, đúng chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án C thôi nhá. Natri và nhôm. Rất dễ. Câu 51 ạ. Kim loại sắt thì không tan trong dịch nào sau đây? Kim loại sắt thì không tan trong dịch nào sau đây các bạn? Kim loại sắt nhá. Không tan trong dung dịch nào sau đây ạ? Sắt thì chắc chắn nó tan trong H4 loãng nguội rồi, đúng không? Cái từ đặc nguội để lừa đấy. Chứ trong HCl thì nó vẫn tan, đúng không? H2O3 loãng nguội với đặc nguội. Thì ở đây chúng ta lưu ý là gì ạ? Chúng ta phải nhớ về cái từ sau này. Cái từ này cực kỳ hay các bạn nhớ nhé. Phải ăn crust, crust. Phải ăn crust đấy. Nhôm sắt chrome hay là sắt nhôm chrome thì nó bị thụ động. Nó bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội và trong HNO3 đặc nguội. Ok chưa? Nhớ thầy nhá, phải ăn crust, anh em nhớ chưa? Phải ăn crust, không ăn thằng khác ăn mất. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Đáp án C. Ok ạ. Sắt bị thụ động, sắt không tan, thụ động là tương tự với lại không tan đấy, không tan trong H2O3 đặc nguội nhá. Câu 52 ạ. Kim loại nào sau đây không tác dụng với FeNO3 3 lần? Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeNO3 3 lần? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em trong buổi tối ngày hôm nay đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như là chia sẻ bài học này lại về Tường. Cái việc mà các em comment đáp án cũng như chia sẻ lại bài học này cũng như tất cả các bạn và các em vào đây là một cái lời động viên cũng như là một cái nguồn động lực rất lớn để thầy có thể thực hiện liên tiếp các buổi live tiếp theo dành cho các bạn và các em. Và các bạn nhớ rằng là chúng ta còn 3 buổi live nữa với đề trúng thủ số 1, số 2 và số 3. Chưa kể là chuỗi live lý thuyết của thầy chạy liên tục vào buổi trưa. Các bạn nhớ là đặt xem trước fanpage của thầy để cùng chiến đấu nhá. Ok, chiến đấu để chiến thắng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ghi dấu cùng với nhau để sau này 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, 40 năm sau, 50 năm sau chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là đã có những ngày mà thầy trò chúng ta cháy hết mình như thế. Được chưa? Để còn đập vào mặt đứa con của mình để nói rằng ngày xưa tao ôn thi đến tận 11 giờ nhá, chúng mày ôn này quá lười, còn cầm roi vụt nó. Câu 52 ạ. Kim loại nào sau đây không tác dụng với FeNO3 3 lần? Thì lưu ý cho thầy là bạc là không tác dụng, đúng không? Chứ còn sắt là tác dụng. Đây thầy viết phương trình các bạn nhìn nhá. Các bạn phải nắm được phương trình sắt cộng với lại sắt dương 3 để tạo thành sắt dương 2, cân bằng phương trình đi. Thì đây là 2, đây là 3. Nhá. Đồng tác dụng với lại sắt dương 3 để tạo thành đồng dương 2 cộng với lại sắt dương 2, các bạn nhớ chưa? Và nhôm tác dụng với lại sắt dương 3 thì nhôm tác dụng với sắt dương 3 thì nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là trong trường hợp mà sắt dư thì nó lại khác. Đây, sắt dương 3 thì tạo thành là nhôm dương 3 cộng với lại sắt dương 2 nhá. Thì đây là 3, đây là 2, đây là 2, đây là 3. Và nếu mà sắt nó mà dư ấy, à nếu mà nhôm mà dư nữa thì nó đẩy được sắt ra khỏi kim loại của nó, ra khỏi dung dịch của nó nhá. Đấy, nếu mà nhôm nó mà dư nhá các bạn lưu ý, nếu nhôm nó mà dư thì nhôm nó lại tác dụng với lại sắt dương 2 để tạo thành nhôm dương 3. Được chưa? Cộng với sắt, các bạn nhớ chưa? Ok. Đấy thì các bạn cần nắm được phương trình nhá. Các bạn nắm được phương trình, càng nhiều phương trình các bạn nắm được thì các bạn càng thành công bấy nhiêu nhá. Lưu ý ấy, chúng ta là thời gian chót rồi.
nên là thầy cố gắng thầy cháy hết sức cùng với các em. Ok ạ. Câu 53. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ ạ? Ôi dồi ôi, câu này dễ quá. Nhảy tăng tốc tí nhỉ. Kim loại kiềm thổ là gì ạ? Gì ạ? Bé mang. Ô thầy ghi nhầm à? Ơ câu này trùng nhau à? À hai câu này khác nhau. Bé mang cây súng bắn ruồi. Ok chưa? Bé mang cây súng bắn ruồi. Vậy kim loại kiềm thổ ở đây là gì? Đây, ý C là canxi. Còn không phải kim loại kiềm thổ, đốt bò luôn là gì ạ? Không phải kim loại kiềm thổ là gì ạ? Kali. Kali là kim loại kiềm. Nhớ chưa? Nhớ cho thầy cái câu đấy nhá. Bé mang cây súng bắn ruồi. Bạn nào không nhớ được thì đọc đi đọc lại 3 lần là nhớ. Câu 55 ạ. Chất nào sau đây là polymer thiên nhiên ạ? Polymer thiên nhiên nhá. Mình phải gạch chân cái từ polymer nhá. Polymer thiên nhiên là lãnh nào? Polymer thiên nhiên là polymer có sẵn trong tự nhiên. Xác của chúng ta là disaccharide bỏ. Glucose của chúng ta là monosaccharide bỏ. Cellulose của chúng ta là polysaccharide, đúng không? Polymer metin thì là polymer nhân tạo. Không phải, nó là polymer tổng hợp thì chuẩn hơn. Thế còn lại chuẩn ở đây là chất là polymer thiên nhiên của chúng ta, nó là chất B bỏ. Cellulose là polymer thiên nhiên, các bạn nhớ nhá, nhớ thật kỹ đấy. Câu 56 ạ. Ủa ơi, kim loại nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí nào sau đây? Câu này căng đấy, không phải đùa đâu. Anh em chọn câu này, câu 56 đáp án gì? Đây này, chắc chắn thì dự đoán nó sẽ chia thành hai thái cực nhá. Một thái cực là gì? Chọn clo. Và một thái cực là chọn oxy. Bây giờ anh em nào nghiêng về clo, anh em nào nghiêng về oxy cùng comment xem tí nữa thầy mình làm trọng tài, thầy mình bảo đáp án cho. 56 đáp án gì ạ? Thấy không? Dã man lắm, bởi vì cái này là đề dự đoán. Thì thực ra là thầy là dự đoán những cái câu mà sẽ có trong đề mà khiến cho các em hay sai nhá. Thì mục đích của cái đề này là đề nó dự đoán những dạng dị độc lạ. Thế nên là đề nó sẽ khó hơn so với đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Nên các bạn có làm ở bên trong cái đề này các bạn thấy khó hơn, các bạn đừng mắng thầy nhá. Bởi vì tên của nó là đề dự đoán. Còn lại cái đề chuẩn trúng, cái đề chuẩn trúng thì nó mới khác nhá. Cái đề chuẩn trúng thì nó mới gọi là sát với đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Đề các em phải hiểu cái từ dự đoán là dự đoán những dạng dị độc lạ, được chưa? Thế còn đề chuẩn trúng là dự đoán những cái câu mà có khả năng ra vào. Đấy, chúng ta phải hiểu cái tên của đề để đừng có mắng chửi thầy, không tủi thân lắm, thầy tủi thân, sự tự tủi thân. Mất hơn một tiếng trong ngày hôm nay để mà sửa cái máy hì hục. Anh trợ lý thì quát mắng bảo là tại sao đến giờ này anh vẫn chưa live stream, anh hẹn là 8 giờ rưỡi cơ mà. Thế nhưng mà có ai biết được nỗi khổ của tôi đâu. Tôi phải ngồi tôi sửa máy tính. Sửa máy tính xong, xong rồi còn phải viết caption, xong ngồi còn phải đi xe cho các anh em. Nó vất vả lắm nhá. Nên là tiếc gì một team với lại một tiếc gì không thả tin cho thầy nhỉ? Thả tin cho thầy. Ok, tiếp tục à. Kim loại nhôm tự bốc cháy khi tác dụng với tiếp xúc với khí nào sau đây này? Kem, thầy lấy ví dụ nhá. Thầy lấy ví dụ nhá. Nồi nhôm, xoong nhôm, lá nhôm mà để ở ngoài không khí thì nó có bốc cháy không? Nó không bốc cháy đúng không? Vậy là với oxy nó không bốc cháy được. Đấy, hiểu chưa? Mình logic một tí thôi là được. Nhá, được chưa? Vậy thì đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án A. Ủa ơi. Cái gì? Câu tiếp theo ạ, câu 57 ạ. 57 các bạn chọn đáp án gì? Kim loại nào sao để chuẩn bị đến phần khó rồi đấy. Đến phần khó các bạn trầm cảm luôn, các bạn đừng bỏ rơi thầy nhá. Không thầy một mình đây thì buồn đấy. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất ạ. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Trời ơi. Thầy gợi ý nhá. Nó là một anh kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất thì khi và chỉ khi là nó tồn tại với điều kiện thường là thể lỏng. Tồn tại điều kiện thường là thể lỏng. Thế thì kim loại mà tồn tại ở điều kiện thường là thể lỏng nhá, thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các bạn ạ. Đúng không? Thủy ngân. Thủy ngân được dự đoán là tồn tại rất là nhiều trong lăng mộ tần thủy hoài. Đấy, câu này thì dễ rồi. Câu 58, sắt ba oxit là chất rắn màu đỏ nâu, công thức của sắt ba oxit thì thôi, cái câu này thì không làm được nữa thì thôi, về nhà 2 năm 3 lứa nhá. Câu này mà không làm được nữa về nhà 2 năm 3 lứa. 2 năm đẻ 3 lứa con, còn đẻ bao nhiêu con không biết, có thể đẻ 7 hoặc đẻ 10, có đứa đẻ mắn đẻ 20. Nghe nhỉ? Nghe giống lợn xè quá. Câu 59 ạ. Khi bảo quản kim loại kiềm người ta thường ngâm nó trong nào? Đố anh em biết đấy. Anh em thử comment xem nào, câu 59 đáp án gì? Thầy thề với các bạn luôn là nếu không có thầy ngồi ở đây, ối nó comment sai câu 59 luôn nhá.
ăn chặt luôn, sai lè. 59 đáp án gì ạ? Khi bảo quản kim loại kiềm, anh em biết không, xem nào. Câu 59 ạ. Thì khi bảo quản kim loại kiềm ấy, thì người ta thường ngâm nó trong nào? Chúng ta phải lưu ý rằng là kim loại kiềm là một anh kim loại rất là mạnh, nó phản ứng với nước nhá. Nó phản ứng với nước đấy. Hiểu không? Nó phản ứng với nước nhá các bạn nhá. Nó phản ứng với rượu etylic đấy, nó phản ứng với cả giấm ăn. Đây rượu etylic này này. C2H5OH, nhiều bạn quên rồi thì ghi lại. Giấm ăn là CH3COH nhá. Và nước là nó cũng phản ứng đấy ạ. Vậy là nó không phản ứng với gì? Nó không phản ứng với dầu hỏa. Thế nên là chúng ta sẽ ngâm cho trong dầu hỏa. Ok. Câu 60 ạ. Chất khí gây hiệu ứng nhà kính và tham gia quá trình quang hợp cây xanh. Ui CO2 dễ quá. Câu đầu tiên về mặt bài tập trong buổi học ngày hôm nay ạ. Câu đầu tiên về bài tập và các anh em chọn đáp án gì? Xem nào, lôi máy tính ra bấm thử phát xem nào. Nhiệt phân hoàn toàn KNO3. KNO3 mà nhiệt phân ấy thì mình thu được là KNO2 đúng không? Cộng với lại 1 phần 2 oxy đúng không? Thế là mình sẽ tìm được số mol KNO2 các bạn nhỉ? Số mol KNO2 bằng bao nhiêu? Ui dồi ôi, máy tính ạ. À. Số mol KNO2 bằng 17 chia, bây giờ ông già đây, phải đi bấm máy tính đây, cho tụi trẻ nhỏ khổ vãi. 39 này, kali là 39 nhá, đừng nào nhầm nhá. Nitơ là 14 nhá. Oxy là 16 nhân 2 nhá. Đến bây giờ phút này mà sai với đấy, a 0,2 mol. Vậy mình suy ngược lại được số mol KNO3 0,2. Vậy mình tìm được khối lượng nhỉ. 0,2 nhân với mở ngoặc đơn kali là 39 cộng với nitơ là 14 cộng 16 nhân 3 bằng bao nhiêu đây? 20,2. 20,2 đáp án đúng là đáp án C. Ok, câu này dễ nhá. Câu này quá dễ luôn như còn gì nữa. Dễ ọt, 62 đây bắt đầu là bọn đếm rồi này. Phần này là phần mà không dễ. Kiểu khá khá nhưng mà cũng sai nhiều đúng không? Câu 62. Cho các chất sau thì những chất nào tạo ra dung dịch màu xanh lam? Khối của ala. Phân tử khối của ala bằng 89. Vậy thì tác dụng HCl ở chỗ này là vừa đủ. Thì các bạn nhớ thầy một cái nữa nhá. Là bên trong anh ala ấy, thì có một nhóm NH2 đúng không? Bởi vì bên trong anh ala có một nhóm NH2 nên nó tác dụng với một HCl để nó tạo thành ala HCl với số mol là 0,2. Và hoàn toàn ở đây thì chúng ta, đúng rồi, tripeptide tạo phức màu tím. À thôi chết nhỉ, quên mất. Ừ sorry cả nhà, thầy cứ nhìn thấy tác dụng. Ừ tạo phức màu tím sai, anh này sai, đúng. Ở đây nó bảo tạo phức màu xanh lam rồi. 3 thôi ạ. À. Sorry, câu 62 đáp án 3. Mải chém gió quá. Ừ cảm ơn nhá, cảm ơn các bạn và các em đã nhắc thầy. Mải chém gió quá nên là bây giờ tập trung vào thôi. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng của ala này. Khối lượng của muối nó bằng này, 0,2 nhân với phân tử khối của ala là 89 cộng với phân tử khối của HCl là 36,5. Vậy bằng bao nhiêu ạ? À 89 cộng 36,5 nhân 0,2. 89 cộng 36,5 bằng nhân 0,2 bằng bao nhiêu đấy ạ? 25,1 gram. 25,1 gram. Ố, thầy đang không nhìn đáp án à? Ố thế sao? Đâu. 0,2 nhân mở ngoặc đơn 89 cộng với 36,5 bằng ơ. Không đáp án đúng á? Vô lý. M gam alanin tác dụng vừa đủ với 0,2 mol HCl. Giá trị của M là, ô sao anh em ra được 37,8 mà thầy lại bấm ra được là, thầy bấm bị sai ngủ đâu à? Ala là 89 à? Tính M alanin. Ui giời, thank you cả nhà nhá. Ui giời ơi. Rồi tính M alanin. Ala đây 0,2. Đấy khổ chưa? Ngáo đá quá. Thế là nếu mà vừa nãy mà cho cái khối lượng muối kia vào là thầy tô đấy nhỉ. Khối lượng alanin bằng 0,2 nhân 89. Ok ạ. 0,2 nhân 89 bằng 17,8 gram. Đáp án đúng đáp án A. Ok đấy. Lát đơn à. 64 thầy gợi ý nhá. Glycine xe nào đấy? Lại điều kiện tiên quyết phải thuộc phân tử khối của glycine. Phân tử khối glycine bằng bao nhiêu? Câu hỏi của thầy ạ, phân tử khối glycine bằng nhiêu? Gly của chúng ta thì biết rồi, đúng không? Có một nhóm NH2 và một nhóm COH, đúng không? Thế nhưng bây giờ là đề bài hỏi là cô cạn sau phản ứng thu được M ra muối khan, thì bây giờ mình cần tìm được là cái M đó bằng bao nhiêu? Thì đây là cho tác dụng với lại anh NaOH, nhưng mà mình phải nhớ được cái phân tử khối của glycine, đúng không? Thì ở đây nó sẽ tạo thành gly này trừ 1 hydro cộng 1 natri, lại tác dụng vừa đủ thì số mol NaOH bằng 0,2
nhân với lại 0,1 thì bằng 0,02 đúng không? Anh này là 0,02 này. Được chưa? Vậy thì phản ứng vừa đủ, đề bài nói phản ứng vừa đủ thì số mol của đá mắt chính bằng số mol của muối không đúng không ạ? À đây đề bài hỏi m muối rồi. Không hỏi m gly nữa, hỏi m muối rồi. Vậy mình sẽ có m muối này. M muối bằng bao nhiêu ạ? 0,02 nhân với m ngoặc đơn. Đây ạ. Glycine là 75 cộng 1 trừ 1 sorry, trừ 1 cộng 23 thì bằng bao nhiêu? 0,02 nhân m ngoặc đơn này. À, 75 cộng 22 bằng này. 1,94 ạ. 1,94, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A đúng không các bạn? Đáp án A. Ok. Ok nhá, ok. 65. Phát biểu sai là 65 ạ. Phát biểu nào sai? Phát biểu nào sai ạ? Đúng không ạ? Các cái te thường nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Ờ đúng, chính xác, cái này đúng. Đúng, nó không có được chọn đâu nhá. Anilin tan trong dịch NaOH. Anilin công thức là gì? Anilin công thức là C6H5NH2 ạ. C6H5NH2 thì nó làm sao? Không tan trong. Nó có tác dụng NaOH không? Không, anh này nó có tính kiềm. Tính kiềm làm sao mà tan được ở trong nước được? Đúng không? Sai là C. Thế còn phản ứng của este trong dịch NaOH được rồi, phản ứng xà phòng hóa, cái này đúng. Không chấp, câu 66 dễ. 66 anh em nhẩm nhanh xem nào. Anh em nhẩm nhanh đáp án gì? Nhẩm nhanh lên chứ, tốc độ lên. Câu này nhẩm ra đáp án này. Thế mà ối đứa nhẩm sai. Điển hình ví dụ thầy. Thầy là một trong số những điển hình của những con người nhẩm sai anh em ạ. Nhẩm sai đầy. Trong quá trình đời thầy đi dạy sai đầy. Không bao giờ có chuyện là không sai. Có nhiều lúc mà live stream xong giải theo kiểu ngớ ngớ người ấy. Kiểu giải đến cuối cuối ngớ ngớ người ấy. Kiểu người đơ đơ ấy. Thế là cũng giải sai. Xong rồi sau lại phải đăng bài lên xin lỗi các bạn. Thế nên là trong quá trình mà thầy mà có giải sai, các bạn cũng thông cảm thầy, bởi vì là cái việc sai là chuyện tất yếu. Chẳng làm gì có ai mà đúng cả cuộc đời được. Đúng không ạ? Thế là việc bọn em làm sai là chuyện bình thường. Hãy sai đi vì thầy cho phép. Sai đủ 10.000 lần em sẽ trở thành thiên tài. Câu 66 ạ. Hòa tan 3,6 gam magie. Số mol magie là 3,6 chia 24 bao nhiêu nhỉ? 3,6 chia 24 bằng 0,15 mol. Mà tác dụng H4 loãng. Thôi viết phương trình, bài này viết phương trình cân bằng phương trình cho nhanh. Thu được MgSO4 cộng với lại H2. Mình tìm được số mol H2 luôn bằng 0,15. Nhá, 0,15 đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Ok. Câu 67. 67 ạ, 67 đáp án gì ạ? Thầy dặn. Câu số 67. Cho 150g dung dịch glucose 36%. Glucose 36% thì nó là C6H12O6 đúng không? Mình tìm số mol nó nhá. Là mình lấy là 100, mình tìm được M chất tan đã. M glu nguyên chất đã. Thì nó bằng là 150 này. 150 này nhân với này 36% là 36 phần 100 này. Vậy là bằng bao nhiêu? 150 nhân 36 phần 100. 150 nhân 36 chia 100 bằng 54. Vậy là khối lượng của glucose bằng 54. Vậy mình tìm được số mol nhá. Mình lấy 54 chia cho 180 bằng bao nhiêu? 0,3 mol nhỉ. 0,3 mol glucose. Vậy thì với 0,3 mol glucose này thì mình nắm được cho thầy là một glu thì nó tráng được 2 bạc đúng không? Các bạn nhớ không? Một glu tráng được 2 bạc. Và bạn nào mà nhớ được thêm ấy, bạn nào mà nhớ được thêm thì nhớ thêm cho thầy là glu mà tráng bạc ấy thì nó sẽ tạo thành amoni gluconate. Đấy chưa? Một cái sản phẩm của nó là amoni gluconat, được chưa? Nếu mà như vậy nhớ được nữa thì tiệm cận đến điểm 10 rồi. Được không? Vậy thì hoàn toàn anh này là 0,3 thì nhân với 2 lên bằng 0,6. Được chưa? Thì với cái khối lượng là 0,6 thì mình sẽ tìm được khối lượng của bạc là 0,6 nhân 108 bằng bao nhiêu đây? 64,8 g. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò nhá, rất là dễ. Câu 68 ạ. Câu 68 các bạn cũng comment đáp án câu 68 đáp án. Câu này bị lừa nhiều cực. Chất X tác dụng HCl vừa đủ thu được dịch Z chứa 2 muối. Dung dịch Z chứa 2 muối. Fe3O4 là tác dụng HCl. Fe3O4 thì tác dụng HCl. Thì mình sẽ thu được là gì ạ? FeCl2 FeCl3 đúng 2 muối luôn. FeOH3 lần thì chỉ tạo thành 1 muối thôi. FeO chỉ tạo thành 1 muối là FeCl2 thôi. Nên loại 2 đáp án rồi. Cho lượng dư chất Y vào Z thì thu được dung dịch chứa một muối. Đây Y, nếu cho đồng
Nếu cho đồng vào trong dung dịch này thì đồng tác dụng với lại sắt dương 3 để tạo thành đồng dương 2. Và sắt dương 2 thì dung dịch nó là hai muối nhá. Thì dung dịch nó là hai muối, hai muối đây đồng với lại muối sắt, vì vậy nên loại đáp án A. Vậy chỉ còn đáp án C thôi. Nếu mình cho sắt vào hỗn hợp dung dịch gồm FeCl2 và FeCl3 mà đây là sắt dư thì dung dịch chúng ta cuối cùng chỉ còn một muối FeCl2. Ok. Ok chưa? Ok chưa? Chính xác luôn nhá, rất tốt. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Bây giờ mình sang câu 69. Câu 69 là một trong số những câu thầy dự đoán có trong đề thi ngày hôm nay. Là có trong đề thi năm nay. Các bạn cùng theo dõi kỹ để xem thầy chữa câu 69. Đấy, cái anh trợ lý anh làm cái đề này. Anh ấy cho quá ít cái không gian để chữa câu 69 các em ạ. Quá ít luôn. Đấy, 69 để chữa dài dài này. À, bây giờ chúng ta cùng chữa câu 69 nhá. Cùng chiến đấu câu 69 nhá. Câu 69 này hay cực, các bạn cùng phải nghe thầy này. Thứ nhất này, mình phải lập luận được ở câu 69 này. Những bạn nào mà muốn lấy 9 cộng, 8 cộng thì phải theo dõi buổi này. Còn những bạn nào mà chống liệt, mục tiêu chỉ được điểm 5 thôi, tắt live stream, đi ngủ nhá, tắt live stream đi ngủ. Bạn nào mục tiêu 8, 9, 10 thì xem. Còn bạn nào mà mục tiêu 5 điểm, xong rồi. Đến câu 69 là em được quá 5 rồi, em được 7 điểm rồi. Bạn nào mục tiêu đến 7 thôi, tắt live stream, đi ngủ. Ok không? Còn bây giờ mình sẽ chiến câu 69. Anh em cùng tập trung đây nhá. Đây là một trong số những câu thầy dự đoán có trong đề năm nay. Một câu, những câu rất hay. Câu 69 là anh em thả tim cho thầy tí để mình bắt đầu chiến đấu nhỉ. Cho có động lực. Ngoài chiến đấu phê lắm. 12 câu. Nào, 69. Khó thế. Này, đi thi mình bỏ câu này được không bạn? Từ E, từ E mà tạo được X, Y, Z. Từ E mà tạo được X, Y, Z nhá. Thì E ít nhất phải có. Ủa, tê chân. Ngồi nhiều quá tê chân. Suy ra E ít nhất phải có 4 oxy. Ít nhất 4 oxy. Ok chưa? Đề bài lại cho chúng ta E là no mạch thở. Phân tử khối của E lại nhỏ hơn 140. No mạch thở mà ít nhất là O4 ạ. Ui, cảm giác tê chân, nó tê tái. Thì trường hợp thứ nhất nó sẽ là gì ạ? O4 mà no mạch thở thì nó là C4H6O4 đúng không ạ? Hoặc là C5H8O4 đúng không các em? Đúng chưa? Cứ để đây đã. X và Y chắc chắn đều phải chứa natri rồi, bởi vì là X và Y tác dụng HCl đây. Để ra NaCl. Nên chắc chắn X, Y là đều là phải có natri rồi. Được chưa? Và cùng carbon, để bài nói này, cùng nguyên tử carbon. Đều chứa natri và cùng nguyên tử carbon mà hai X, Y là hai chất khác nhau. Thì X và Y nó không thể là đều là HCl(NA) được, nên bắt buộc thằng X và thằng Y nó phải có hai carbon trở lên. Được chưa? X và Y phải có hai carbon trở lên. Ok chưa? Thế thì với x y mà có hai carbon trở lên thì đây x có hai carbon, y có hai carbon thì z ít nhất phải có một carbon đúng không? Vì vậy nên là chọn thằng này. C8H8O4. Ok chưa? Thế x y có hai carbon trở lên thì thằng z nhỏ hơn thằng t, thằng f lớn nhất, thằng f lớn thằng t. Vậy thì thằng sinh ra thằng t là thằng y. Thì thằng y phải nhỏ hơn thằng x. Thằng y nhỏ hơn thằng x, vậy thằng y phải là CH3COONa. Vậy thằng x chỉ có thể là CH2COONa thêm thằng OH. Thế vậy suy ra thằng z lại còn nhỏ hơn nữa, vậy suy ra thằng z của chúng ta nó là ancol rồi CH3OH. Vậy từ đây mình suy ra thằng e. Thằng e của mình nó sẽ là CH3COO CH2COO CH3. Đấy, thử dự đoán là cái chất này năm nay thi nhiều. Ok không ạ? Đây mình ra được Z nhá, X, Y nhá. Ủa, thế câu này lại thành câu dễ à? Thế câu này thành câu dễ à?
Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên, đúng hay sai ạ? Sai, thằng E chỉ có một công thức duy nhất thôi. Trong phân tử Z và T đều không liên kết pi. Z đâu? Ở đây thằng này không pi thật, Z là xe 3W. T là đây suy ra T. T là sản phẩm của Y. T là CH3COH. T là có nốt đôi CC đấy. T là có nốt đôi CO đấy. Vậy là sai nhỉ? B sai. Chất T được điều chế từ CO bằng phản ứng hóa học, đúng rồi. Đấy, CH3 cộng với lại CO à, CH3OH. CH3OH cộng với lại CO thì nó tạo thành là CH3COH nhá. Đấy chưa? Thì đúng là tạo từ một phản ứng thật nhá, C đúng. Một mol chất F. Đây chất F đây, chất F đi từ X. Chất F là CH2OH COOH. Thì anh này tác dụng với lại natri để bài bỏ tác dụng natri mà. Thì cho tôi ra một mol hydro, đúng rồi, nó ăn 2F đi. Một thằng này cho ăn 2F natri nên sinh ra một hydro. Đấy chưa? Cái này đúng. Nhiệt độ sôi của F cao hơn của Z. Nhiệt độ sôi của F đây cao hơn Z, đúng rồi, chính xác. Anh này là vừa axit vừa ancol, anh này một ancol thôi thì chắc chắn là nó sẽ cao hơn. Vậy mình sẽ có là 3 phát biểu đúng. Được chưa? Vậy mình sẽ có số phát biểu đúng của mình là 3 nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Thế câu này dễ mà. Em sợ cái gì? Em sợ cái gì ở câu này? Hả? Thế hỏi thì các bạn sợ cái gì ở câu này? Sợ thầy à? Sợ thầy à? Rồi. Câu 70 này. Kim loại đồng oxy hóa được sắt 3 cộng trong dung dịch. Đồng thì tác dụng với sắt 3 cộng đấy. Nhá. Đồng tác dụng sắt 3 cộng thật mà. Tạo thành đồng 2 cộng. Cộng sắt 2 cộng. Đúng không? Khi mà đứa nào chọn đúng cái này là sai. Bởi vì đồng nó khử. Còn sắt 3 cộng mới là oxy hóa cơ mà. Đấy. A sai. B là tỷ lệ mol 1:1 là tan hết là sai. Thầy dạy ta một mẹo này. Cứ natri và nhôm phải tỷ lệ 1:1 thì nó mới tan hết. Nhớ chưa? Đấy là cái mẹo nhá. Đấy là cái mẹo. Natri và nhôm phải tỷ lệ 1:1 thì mới tan hết. Còn ở đây, đây, natri là 1 nhưng mà nhôm đây này là một mol này tính là 2 mol nhôm rồi. Vì vậy nên nó không tan hết. Các bạn nhớ chưa? Nó không tan hết nhá. Bỏ. Để lâu miếng gang trong công nghiệp ăn mòn điện hóa, đúng rồi. Bởi vì gang là cũng có sắt và carbon. Khi nhắc đến cái này thì lại nhớ hôm nọ thì cho lớp của thầy làm cái đề này. Hoàng Hồng Anh đâu, Hoàng Hồng Anh không ngồi đâu. Hoàng Hồng Anh nó làm sai câu này, sao đó. Gang có nhiều kim loại đấy ạ. Thế là xong rồi thầy đăng luôn lên trên page đấy. Sau thầy ngồi thì cười 5 phút về cái việc mà cái Hồng Anh nó comment vậy. Nó đáng yêu kinh khủng luôn. Thì không ngờ là 2K4 của em đáng yêu đến thế. Thấy đúng ăn mòn điện hóa, đúng không? Sục khí CO2 và dung dịch BaHCO3 lần thu được kết tủa. Cái này sai nhỉ, CO2 làm sao kết tủa với BaHCO3 lần được. Trong công nghiệp là HCO3 được dùng là điều chế thuốc đau dạ dày thì cái này chính xác. Vậy có là C với lại E là đáp án đúng nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 71 này là một câu thầy cũng dự đoán có trong đề thi năm nay. Câu 71 này là thầy dự đoán là ở trong phần thí nghiệm vật dụng cao. 71 đấy ạ. Thầy dự đoán là nó có trong phần thí nghiệm vật dụng cao. Nên là các bạn cần phải chú ý với câu 71. Câu 71 là một trong số những câu thầy dự đoán có trong đề năm nay. Cho vào ống nghiệm 1 ml lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng là albumin. Nó là protein. Nhỏ tiếp vào ống nghiệm 1 ml NaOH thì nhỏ ấy để chơi thôi. Thực ra nó có thủy phân nhé. Protein nó sẽ thủy phân thành các chuỗi polypeptide và cũng ra một vài muối của amino acid. Sau đó rồi nhỏ tiếp vào ống nghiệm một vài giọt dung dịch COS4 hai lần này. Rồi lắc nhẹ ống nghiệm, sau đó để yên thêm vài phút thì cái này là nó mới tạo thành CO2 lần rồi tạo thành phản ứng BOD này. Đấy, các bạn nhớ BOD không? Thế này này, nếu đun nóng, ở đây chưa đun nóng, nếu đun nóng ống nghiệm từ bước 1 để phản ứng xảy ra nhanh hơn, nên đun nóng ống nghiệm từ bước 1 để xảy ra nhanh hơn. Vâng, nếu em mà đun nóng ở bước 1 thì chúng ta sẽ có món trứng ốp la. Chứ không còn BOD nữa. Em đun nóng lòng trắng trứng ạ, thì đun nóng lòng trắng trứng làm gì? Em mà đun nóng lòng trứng trứng là nó thành gì luôn? Nó thành đông tụ luôn. Đúng không? Nó đông tụ luôn, nó thành trứng ốp la. Trứng ốp la thì làm gì còn có màu bí hồ rê nữa. Đúng không? Bỏ A luôn. Nhá.
ở bước 2, phản ứng bước 2 của bio đấy, ở bước 2 làm gì đã có CO2 hai lần đâu mà bio rê, bước 2 nó là thủy phân thôi nhá. Ở bước 2 có thể thay 1 ml dung dịch NaOH 3% bằng KOH 3% được, bởi vì là KOH hay NaOH thì đều cho mình là môi trường kiềm. D, ở bước 2 lòng trắng trứng bị thủy phân thành các amino acid. Ở bước 2 lòng trắng trứng bị thủy phân thành các amino acid. Bị thủy phân thành các muối và amino acid chứ không phải là thủy phân thành amino acid. Sai. Sau bước 3 dung dịch thu được đồng nhất có màu xanh đặc trưng. Bí ở đây màu gì các bạn? Bí ở đây màu gì ạ? À? Bí ở đây màu tím, làm gì có màu xanh. Vớ vẩn. Linh tinh. Ở bước 1, đây này câu này này. Ở bước 1 có thể thay thế lòng trắng trứng bằng nước đậu nành, đúng hay sai? Và tại sao? Nào, EG, ý cờ, đúng hay sai? Anh em chỉ cần comment cho thầy là đúng hay sai. Và tại sao? Thế thôi. Bạn nào không biết tại sao cũng được. Khoanh lụi đúng hay sai? Cho thầy cái cảm nhận của em đi. Nào, ý gờ đúng hay sai? Có thể thay dung dịch lòng trắng trứng bằng nước đậu nành hay không? Thế nên là thầy bảo dự năm nay câu này ngồi phòng thi nhiều đứa ớ người ta. Thế nên là bây giờ có thầy ở đây để thầy còn giải thích cho các em. Nó là một điều cực kỳ hạnh phúc, đúng không? Anh em cùng xem nào. Ý gờ, ở bước 1 có thể thay lòng trắng trứng bằng nước đậu nành, đúng hay sai? Ok đây này, thấy một vài bạn comment rồi này. Học sinh cưng của thầy có khác. Chính xác. Có thể thay dung dịch lòng trắng trứng bằng nước đậu nành, bởi vì nước đậu nành vẫn chứa protein. Và bản chất ở đây là protein, nó tác dụng, nó tạo thành phản ứng bio đây. Các bạn nhớ chưa? Nên nếu mà thi vào chỗ này là nhớ nhá. Thi vào chỗ này nhớ đấy. Được chưa? Xong rồi nếu mà thi chúng phải nhớ bảo là thầy Minh dạy chúng nhá. Chứ thi xong cứ im ỉm giống như kiểu năm 2019 ấy, thầy tủ trúng công điện phân. Chẳng đứa nào kêu. Thế có một thằng Hiền nó bảo thầy ấy, thầy tủ trúng công điện phân. Chẳng anh em nào kêu. Thế mà rõ ràng mình dạy chúng này. Buồn lắm. Được chưa? Có vậy gờ đúng này. Ở bước 3 có thể thay dung dịch COS4 bằng FeS4, không thể thay được bởi vì là chỉ có đồng nó mới tạo được phức thôi, chứ sắt không tạo thành, không tạo được phức với lại bio-re, không tạo phức được protein nhá. Vì vậy nên là H sai. Vậy là C và G đúng. C và G đúng, vậy mình sẽ có hai phép biểu đúng nhá. A. Hai phép biểu đúng. Câu 72 ạ. 72 đáp án gì? Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng này. Benzin acetat có mùi thơm chuối chín. Sai đúng không? Thế này nhưng mà thằng Giáp học sinh thấy nó chọn đúng đấy. Khi cho nước vào dầu cọ hoặc mỡ gà thì đều nổi, khi cho vào nước, đúng rồi. Bọn này đều nổi. Dung dịch alanin làm quỷ tím chuyển màu hồng. Alanin là anh nào? Alanin là anh này này. CCCOOH NH2. Anh này làm gì cần quy đổi màu đâu, bởi vì số nhóm CH bằng số món nhóm NH2 mà, quy không đổi màu. Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên, cái này đúng. Amylopectin trong tinh bột có cấu trúc mạch không phân nhánh. Sai, nó phân nhánh mà. Vì vậy nên mình có B và D là đúng các em nhá. Vì vậy mình có hai phát biểu đúng. Ok, chính xác. Thầy mình sẽ lưu ý thế này ở câu 73 này, các bạn cùng để ý này. Là với câu 73 thì mình sẽ có là cái chất X là C7 này, H8 này, O4 này. Thủy phân hoàn toàn trong môi trường NaOH này. Thu được muối Y này. Và hỗn hợp hai chất hữu cơ đơn chức, hai chất đơn chức. Đơn chức là Z và T. Lưu ý nó cùng carbon. À, cùng hydro. MZ nhỏ hơn MT. Axit hóa Y là cộng HCl. Thu được chất E là không no. Đa chức, đây từ chốt này. Không no đa chức là một từ chốt trong cái đề này. Được chưa? Không no đa chức thì mình sẽ lưu ý thế này. Anh O4 này là ít nhất là nó sẽ có hai chức rồi. Thế mà ra E không no hai chức. Đúng không? Lưu ý thầy là E không no nhá. Mà hai chức, vậy là hai chức đấy. COOH. COOH mà không no thì ít nhất nó sẽ là thằng này. C nối đôi C ít nhất. Thường như kỹ năng của thầy thì bảo với các em là chúng ta nên viết thằng đầu dãy đồng nào. Vậy thì nếu thằng E là thằng này thì thằng Y nó sẽ phải là thằng CH2 nối đôi C COONA COONA. Đúng chưa? Đấy là thằng Y.
Ok. Thế thì thằng này là không no hai chức rồi. Thế vậy thì suy ra cái thằng C7H8O4 nó sẽ có dạng là CH2 này nối đôi này, C này, COO này, COO lưu ý Z và T cùng hydro. Thằng T lớn thằng Z. Mà đây là có 7 carbon. Mà đây nằm ở trong này có trong thằng X này có 7 carbon mà trong thằng X này nó có 1 2 3 4 rồi. Nên hai cái đầu này, đầu R1 với đầu R2 này phải cộng với nhau. R1 cộng với R2 phải bằng mấy ạ? 7 trừ đi 4 thì còn 3 carbon thôi. Mà 3 carbon mà hai thằng này khác nhau nên chỉ có thể là 1 và 2. Đúng không? Vậy 1 thì nó chắc chắn là ancol rồi. CH3OH. Thế mà thằng T này phải có cùng số nguyên tử hydro với thằng này. Vậy nó chỉ còn một trường hợp đó là CH3 CHO thôi. Để các em nghe kỹ cái mà thầy thầy lập luận, thầy lý luận đấy. Thế thì như vậy thì ngay tức mình sẽ suy ra được là cái công thức của thằng X nó sẽ là CH2 nối đôi C COOCH3 COOCH nối đôi CH2 hoặc là CH3 OOC CH nối đôi CH COOCH nối đôi CH2. Đấy, mình có hai công thức. Thế giờ mình mới xem là đề bài nói đúng. Đề bài bọn này, đề hydrat hóa Z thì thu được anken. Z là C3OH. C3OH không đề hydrat hóa được. Đề hydrat hóa là tách nước. Được chưa? Tách nước thì nó sẽ không thể nào mà đề hydrat hóa được, bởi vì đánh này chứa một carbon làm sao đề hydrat hóa được, tạo thành anken được. Nhiệt độ sôi của chất T, T là anhít, cao hơn nhiệt độ sôi của ethanol. Sai, ethanol nó có liên kết hydro nhá. Bởi vì ethanol có liên kết hydro nên nhiệt độ sôi của nó phải cao hơn nhiệt độ sôi của anhít. Đấy chưa? Chứ không phải là anhít mà cao hơn được ethanol. B sai. Phân tử chất E có số nguyên tử hydro bằng số nguyên tử oxy. Chất E đâu ạ? Chất E đây. Số nguyên tử oxy ở đây là 4, số nguyên tử hydro ở đây cũng là 2 cộng 4, đúng rồi. Vậy đúng, C đúng. C đúng các em nhá. C đúng ạ. D có hai công thức cấu tạo thỏa mãn. Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn. Mình xem nhá. Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn. Thì mình nhìn ạ, đây là một công thức cấu tạo. Đây là một công thức cấu tạo nữa. Công thức cấu tạo là không xét hình học nhá. Nếu mà bảo là có bao nhiêu đồng phân chất X chúng ta bao nhiêu đồng phân thì chúng ta phải chọn là có 3 đồng phân. Thế nhưng mà ở đây hỏi là bao nhiêu công thức cấu tạo thì bỏ đồng phân đi thì ở đây mình chỉ có hai công thức cấu tạo thỏa mãn thôi. Nhá. Ở đây mình chỉ có hai công thức cấu tạo thỏa mãn thôi mà. Vì vậy nên là suy ra nhé, mình sẽ có là à đâu, còn một trường hợp nữa đúng nhỉ, để từ từ để thế nhỉ, nó còn một trường hợp nữa à đâu, hết rồi mà. Hai công thức cấu tạo thỏa mãn là đúng. Từ Z có thể tạo ra T bằng một phản ứng, Z tạo ra T bằng một phản ứng, chịu, không thể nào mà từ Z tạo ra T bằng một phản ứng được. Vì vậy nên câu 73 này chúng ta sẽ chỉ có hai phát biểu đúng thôi. Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Ok ạ. Thả tin thầy nhá, để thầy chiến đấu câu này nhá. 15. Điện phân với điện cực trơn mà nguyên M gam hỗn hợp. M gam hỗn hợp gồm KCl này, CuSO4 này. Điện phân sau một thời gian thu được dung dịch X, dung dịch Y này. Tùy thuộc vào thời gian điện phân mà Y hòa tan tối đa các lượng nhôm khác nhau. Nếu mà trong 1 giờ thì không hòa tan được. Thế thì bây giờ cái hòa tan, các em lưu ý này, hòa tan Al2O3 ấy thì nó là một oxit lưỡng tính, thì nó sẽ có hai trường hợp, hoặc là H hoặc là OH trừ sinh ra, hoặc là H cộng sinh ra. OH trừ sinh ra thì tương đương với nước điện phân bên cathode trước. Còn H cộng sinh ra là nước điện phân bên anode trước. Đúng không? Mình phải logic thế chứ. Thế thì theo như cái quy tắc mà thầy hướng dẫn với các em vẫn giải từ trước đến nay á, thì mình sẽ ưu tiên cái trường hợp OH trừ này sinh ra trước này. Mình giải mình không ra đáp án thì mình xuống trường hợp H cộng nhá. Còn nếu mình ra đáp án thì thôi. Được không? Thế thì ở đây thì mình đang lấy cái trường hợp là trường hợp số 1. Thế bây giờ mình đặt đi. Mình đặt số mol của Cu của mình là A mol, KCl mình là B mol, cho dễ làm.
thì có phải là mình nhìn này, lượng điện phân từ lượng điện phân từ 2 giờ đến 3 giờ của Al2O3 lượng hòa tan thì chuẩn hơn nhỉ, lượng Al2O3 bị hòa tan trong khoảng từ 2 đến 3 giờ là bằng 12,75 trừ đi 5,1 bằng bao nhiêu? 12,75 trừ đi 5,1 bằng 7,65. Được chưa? Nó lớn hơn cái lượng mà nhôm bị hòa tan trong khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ là bằng 15,3 trừ 12,75 bằng 15,3 trừ 12,75 bằng 2,55. Ô sẽ ít thế. Nó lớn hơn đấy. Được chưa? Thế thì nó lớn hơn thì chúng ta phải lưu ý cho thế này. Thì điều này chứng tỏ rằng là khối lượng của Al2O3 bị hòa tan trong 1 giờ mắc. Suy ra số mol của Al2O3 hòa tan trong 1 giờ mắc là thế này, thì bằng 7,65 chia 1/2. Các bạn bấm máy tính của thầy em nào, 7,65 chia 1/2 bao nhiêu? Chưa tôi ghi này hay anh nhầm thành 66. 7,65 chia 1/2. Thôi tối nay học đến 12 giờ nhá. Chưa biết cô này phê lắm, cố gắng học đến 12 giờ thầy. Anh em nào chiến đấu được đến 12 giờ chấm cái. 7,65 này chia 1/2 này bằng 0,075 nhỉ. Đứa nào hứa bấm máy tính cho thầy đâu rồi? 0,075, thầy bấm máy tính mấy câu này buổi tối hôm nay lát. 0,075, ok, thank you. Đấy, thì là 0,075. Thế thì mình sẽ có điều sau này, lúc 4 giờ. Có nghĩa là sau 4 tiếng ấy. Sau 4 tiếng điện phân. Sau 4 tiếng điện phân thì cái dung dịch đó nó chỉ còn là những thằng sau này. K cộng là không bị điện phân. Với số mol là B. Al O2 trừ. Đúng không? Al O2 trừ mà. Thì Al O2 trừ với số mol đây. 15,3 chia cho 15,3 mà chia cho 1/2 thì số mol nó bằng là 0,15. Anh này thì là số mol của Al2O3 bằng 0,15. Thì số mol bảo toàn nhôm này, số mol Al2 0,15 x 2 bằng 0,3 nhá. 0,3 nhá. Và còn anh nữa, đó là anh SO42 trừ. Anh SO42 trừ thì số mol của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đây là amon. Ok chưa? Ok chưa? Amon. Thế thì ngay tức ở đây chúng ta sẽ có một biểu thức là biểu thức bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích thì các bạn mình sẽ có là B thì bằng 2A cộng 0,3 không? Đấy, thì đây là mối quan hệ đầu tiên, mối quan hệ số 1. Thầy giải cực kỳ chậm nhé, các bạn chú ý. Tiếp tục ạ. Thế thì trong khoảng, bây giờ mình sẽ xét là trong khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ là cái lúc mà thằng Al23 bị điện phân mắc này. Giờ mình sẽ xét đến trong cái khoảng đấy. Được chưa ạ? Thì trong cái khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ. Đấy, kéo tí nữa. Trong cái khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ. Giờ mình xét nhé. Trong cái khoảng từ 2 đến 3 giờ. Có nghĩa là từ 2 giờ đến 3 giờ đấy ạ. Thì mình sẽ có điều gì? Thì mình sẽ có là số mol Al2O3. Mình vừa tìm được rồi đây rồi. Bằng 0,15. Thì mình sẽ tìm được số mol watt trừ hòa tan Al2O3 nó sẽ bằng là 2 lần số mol của Al2O3. Đúng không? Lúc nãy thì có nói là OH trừ thì nó phải bằng, hoặc là Na thì nó phải bằng số mol nhôm. Thế trong này có 2 nhôm nên phải bằng 2 lần. Và bằng 2 nhân với lại 0,075 thì bằng 0,15. Đấy là số mol OH trừ sinh ra 0,15 nhá. Thế về mặt bản chất thì có phải là do là nước nó điện phân, đúng không ạ? Nước điện phân nhận 2E
để tạo thành H2 cộng 2 OH trừ không? Đúng không? Bản chất nó là như thế đúng không? Thì mình đã có số mol OH trừ của mình bằng 0,15. Thì số mol E cũng bằng 0,15 đúng không các em? Chuẩn chưa? Thế thì vậy mình suy ra là số mol E điện phân trong một tiếng thì bằng 0,15. Vậy mình sẽ suy ra là số mol E điện phân trong 2 tiếng thì phải gấp đôi lên bằng 0,3 không? Nhân đôi lên mà. Được không ạ? Ok chưa? Thế bây giờ mình lại đi xét lại là xét trong 2 giờ đầu tiên. Xét trong 2 giờ đầu tiên. Xét trong 2 giờ đầu tiên. Thì mình có một cái điều gì? Xét trong 2 giờ đầu tiên. Đây, 2 giờ đầu tiên này, 2 giờ đầu tiên đây. Thì mình có số mol Al2O3 của mình mà bằng 5,1. 5,1 chia 102 bằng đây, 0,05. Xét trong 2 giờ đầu tiên thì số mol Al2O3 của mình nó bằng là 0,05 mol. Đúng không ạ? 0,05 mol. Thế thì vậy thì mình sẽ suy ra là số mol OH trừ của nó sẽ bằng là 0,1. Và mình sẽ suy ra được số mol của H2 của mình, đây dựa phương trình ạ, thì bằng 0,05. Ok chưa? Đây là mình đang xét trong 2 giờ đầu tiên nhé. Thế thì vậy bây giờ mình sẽ có là xét trong 2 giờ đầu tiên thì mình sẽ có đây là điện phân KCl này, CuSO4 này, Cu đặt A, KCl đặt B này, trong 2 giờ đầu tiên, 2H đầu tiên. Đúng không ạ? Thì đây mình điện phân. Ui, vẽ này hơi xấu, đợi thì tí. Được chưa? Thì bên này là bên cathode. Bên này là bên anode. Bên cathode này đồng điện phân này. Đồng 2 cộng điện phân thành đồng, xong rồi bên nước điện phân thành H2. Đúng chưa? H2 tìm được rồi, 0,05. Đồng mình vẫn là amon, mà số mol em biết rồi. Vậy mình bảo toàn electron cho cathode. Có phải mình có là 2 lần số mol đồng cộng với 2 lần số mol H2 thì bằng số mol E điện phân trong 2 tiếng là 0,3 không? Vậy đến đây mình tìm được A bằng 0,3 trừ đi 0,1 bằng 0,2 chia 2 bằng 0,1. A bằng 0,1. Ngon lành cành đào chưa? Thế với A bằng 0,1 thì thấy vào 1, từ 1 thì mình suy ra được B. Đây cái 1 đây. 1 đâu rồi? Đây. B bằng 2A cộng 0,3. Vậy là 2 nhân với 0,1 là 0,2 cộng 0,3, vậy B bằng 0,5. Ngon lành chưa? Vậy A bằng 0,1, B bằng 0,5. Đề bài hỏi cái gì ạ? Đề bài hỏi giá trị của M. Đây thì thu nhỏ cho các bạn nhìn tổng quát của cái này. Tổng quát cách giải bài này. Đây, đề bài hỏi giá trị của M là bao nhiêu? Thế thì mình sẽ tìm được giá trị của M bằng cách là mình lấy, đây, biết rồi đấy, 0,5 này và 0,1. Thì mình sẽ có là 0,5 nhân mở ngoặc đơn là 39 cộng 35,5 đóng ngoặc đơn cộng với 0,1 nhân mở ngoặc đơn 64 cộng 96 bằng 53,25 gram. Đáp án đúng là đáp án C nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Ok, đáp án đúng đáp án C. Đây thầy để dưới này. À, bạn nào thắc mắc gì có thể hỏi thầy luôn nhá. Các em thắc mắc gì có thể hỏi thầy luôn. Đốt 32 gram hỗn hợp sắt và đồng, sắt đồng đốt trong khí oxy thu được 40 gram hỗn hợp X gồm Fe3O4 này, CuO này, Fe này, Cu này. Hòa tan hoàn toàn 40 gram hỗn hợp X này vào dung dịch HCl này, lấy dư 20% này thì mình thu được dung dịch Y này và khí hydro số mol là 0,1 này. Cho dung dịch Y này tác dụng với AgNO3 dư này thì mình thu được kết tủa này là 239,04 gram này. Đề bài yêu cầu xác định khối lượng của F3O4 trong X.
Đề bài yêu cầu là xác định khối lượng của F3 4 trong X. Thì đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý một vài điểm như sau. Thứ nhất là mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn khối lượng đi, không cần bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có 32 cộng với lại khối lượng của O2 thì bằng 40, đúng không? Vậy đến đây mình sẽ tìm được số mol của O2 bằng 40 trừ 32 chia 32, đúng không? Bằng 40 chia 8, 8 chia 32 bằng 0,25 à? Số mol O2 bằng 0,25. Thế thì ở trong dung dịch Y này nó sẽ có nước. Dung dịch Y này nó sẽ có nước. Và oxy trong O2 hay là oxy trong oxit này sẽ chứa hết ở trong nước. Vậy mình bảo toàn nguyên tố oxy, mình sẽ có này, hai lần số mol O2 thì có trong oxy thì có hai oxy mà, bằng một lần số mol nước. Vậy mình sẽ tìm được số mol nước của mình bằng 2 nhân với 0,25 bằng 0,5. Đấy chưa? Số mol nước của mình bằng 0,5. Thì mình tìm được số mol nước bằng 0,5 rồi, mình tìm được số mol hydro bằng 0,1 rồi, thì mình đi bảo toàn nguyên tố hydro. Thì mình sẽ có là số mol hydro ở trong HCl phản ứng thì chính bằng 2 lần số mol H2. 2 lần số mol H2 cộng với lại 2 lần số mol nước. Và nó sẽ chính bằng là 2 nhân 0,1 cộng với 2 nhân 0,5 bằng 0,2 cộng 0,1 bằng 0,3. Số mol HCl phản ứng của mình bằng 0,3. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được, từ từ, có bị nhầm đâu không nhỉ? Đây là 0,1. Đúng không? 0,1 thì số mol HCl phản ứng bằng 2 lần số mol nước cộng với số mol oxy. Đây, số mol oxy bằng 0,5 cơ mà. 2 nhân 0,5 bằng 1. Tí là nhầm đấy. 1 mà cộng với lại 0,2 thì bằng 1,2. 1,2. Được chưa? Vậy là số mol nước của chúng ta bằng 1,2 nhá. Với số mol nước của chúng ta bằng 1,2 thì mình tìm được số mol HCl dư. HCl dư. À, lấy dư 20% mà, nên số mol HCl dư nó sẽ là 1,2 nhân với 0,2. 1,2 nhân 0,2 ạ. 0,24 mol. Đấy, số mol HCl dư 0,24 mol. Vậy thì suy ra là số mol HCl để bài cho chúng ta sẽ bằng 1,2 cộng với lại 1,24 thì bằng 1,44. Đúng không ạ? Thì với 1,44 này mình đi bảo toàn Cl trừ, thì mình sẽ tìm ra là bên trong cái tủa này chắc chắn có AgCl. Mà kiểu gì cũng có bạc, cái dạng bài này kiểu gì cũng có bạc. Mình đi bảo toàn Cl nhé. Bảo toàn Cl thì mình sẽ có này, số mol Cl trừ ở trong HCl thì sẽ chính bằng số mol của AgCl bằng 1,44. Vậy mình tìm được số mol của AgCl 1,44. Từ đó mình tìm được số mol bạc 239,04. 239,04 trừ đi 1,44 nhân mở ngoặc đơn 108 cộng 35,5 đóng ngoặc đơn bằng chia 108 bằng 0,3. Số mol bạc bằng 0,3. Ok chưa? Thế thì bây giờ mình đặt số mol sắt này của mình là A, số mol đồng này của mình là B, thì có phải mình sẽ có một cái phương trình đầu tiên là 56A cộng với 64B thì bằng 32 không ạ? Đúng không? Cái phương trình này ai cũng biết. Dễ quá nhỉ. Phương trình thứ hai mình đi bảo toàn electron. Bảo toàn electron. Bảo toàn electron cái này các em nhé. Đầu tiên sắt của mình là từ sắt 0, thì thu nhỏ cho chúng ta nhìn sắt 0. Thì sau đó cái tác dụng AgNO3 dư thì sắt của mình lên sắt dương 3, vậy nó sẽ là 3. Đồng của mình đồng 0, sau khi tác dụng với lại Ag cộng thì nó cũng sẽ lên là đồng dương 2, vậy là 2 lần B, 3 cộng 2B thì bằng ạ. Oxy trong oxit, 2 lần số mol oxy trong oxit, 2 lần số mol oxy trong oxit cộng với mình lưu ý cho thầy rằng ở bên trong này phản ứng này nó sinh ra H2. Đây này H2 này. Thì cộng với 2 lần số mol H2. H cộng dư nên tác dụng với AgNO3 nó còn sinh ra khí là khí NO. Thì cộng với lại 3 lần số mol khí NO nữa. Được không ạ?
Thế mà mình sẽ có là 2 lần số mol oxy trong oxit thì chính bằng số mol nước mình biết rồi. 2 nhân với lại 0,5. 2 lần số mol H2 thì mình tìm được rồi. Đúng không? 2 lần số mol H2 thì mình tìm được rồi, bằng 2 nhân với 0,1. Đúng không? À đây còn thiếu cộng với số mol bạc, 1 lần số mol bạc. Tí quên. Cộng với lại 1 lần số mol bạc thì số mol bạc là 0,3. 3 lần số mol NO thì bây giờ mình cần tìm số mol NO như nào? Thì mình có phải là số mol H cộng thì luôn bằng 4 lần số mol NO không? Nên mình tìm được số mol NO bằng số mol H cộng dư. Số mol H cộng dư đây chính là số mol HCl dư đây này. 1,2 dư là 0,24. Chia 4 thì bằng 0,06. Vậy 3 nhân với 0,06. Đây là mối quan hệ thứ hai. Thế là qua hai mối quan hệ này bấm máy tính giải hệ, bạn bấm vào thầy xem A bao nhiêu, B bao nhiêu. Anh em bấm máy tính giải hệ giúp thầy xem A bao nhiêu, B bao nhiêu. Rất là cảm ơn cả nhà đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học này cũng như là tag các bạn hoặc các em vào đây, đấy chính là một cái lời động viên để thầy có thể live stream khô máu cùng với các em trong buổi tối ngày hôm nay. Bạn bấm vào thầy máy tính vậy ạ, xem mình sẽ suy ra được là A của mình bằng là 0,544, B bằng là 0,024. Rồi, ok. Thế mình sẽ có rằng là mình thấy rằng một điều rằng là số mol sắt nó lớn hơn số mol H2, đúng không? Đúng không? Thì mình bây giờ mình đi bảo toàn sắt. Thì có phải là do số mol sắt lớn hơn, thì mình sẽ suy ra là số mol của Fe3O4 nó phải nhỏ hơn, nhỏ hơn bao nhiêu nhỉ? Nó phải nhỏ hơn số mol sắt là 0,544 chia 3. Không phải 544 chia 3 bao nhiêu? 0,181. Không phải. Đợi tẹo. À đâu, không phải trừ đi 1. 0,544 trừ 1. 0,1. 0,1 hydro mà. Chia 3. Đây, phải trừ 1 đây. Trừ 0,1 ạ. Xong rồi mới chia 3. Thì bằng là 0,148. Đấy chưa? Đây. Số mol F3O4 này phải nhỏ hơn 0,148. Thế thì với số mol F3O4 ấy mà nó phải nhỏ hơn 0,148 này ấy, tiếp tục mình lại có là số mol của thằng COO. Bảo toàn oxy mà, trong này chỉ có COO với F3O4 thôi, mà oxy trong oxit bằng 0,5 thôi. Thằng F3O4 này nhỏ hơn 0,148, vậy là oxy trong này nó phải là nó chứa ít nhất là 0,148 nhân 4 là đã bằng là 0,592 rồi. Mà oxy trong oxit ở đây chỉ có là 0,5 rồi. Thế thì oxy này nó phải nhỏ hơn 0,592 rồi. Thế vì vậy nên là COO nó phải nhỏ hơn bao nhiêu? Kia 0,148 nhỉ. Thì suy ra là số mol COO. Đấy, COO phải nhỏ hơn 0,024. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có bảo toàn oxy. Thì mình suy ra là số mol của Fe3O4 phải lớn hơn. Đây, oxy trong oxit thì bằng 0,5. Thì lớn hơn 0,5 trừ đi 0,024 chia 4 thì bằng. Đây là một dạng chặn khoảng nhá, một dạng chặn khoảng lâu rồi không thi. Trong phần vô cơ của năm nay mà thi thì dã man. Đấy chưa? Ở đây mình sẽ có 0,5 trừ đi 0,024 bằng chia 4 bằng 0,119. Đấy chưa? Thế mình ra là 0,119 rồi, vậy thì suy ra cái khối lượng của Fe3O4 ấy thì nó sẽ lớn hơn là 0,119 nhân 232 27,608, và nó sẽ nhỏ hơn là 0,148 nhân 232 34,336. Đấy, các bạn hiểu cách làm này chưa? Đây là cách làm chặn khoảng nhá. Thì cái cách làm chặn khoảng này, vậy thì bây giờ nó lớn hơn 27,608 thì loại đáp án A, loại đáp án B, đúng không? Và phải nhỏ hơn 34,366 phải loại nốt đáp án C. Vậy mình chỉ còn một đáp án duy nhất thôi, đáp án gì? Dã man chưa? Đây là một câu vô cơ thể dự đoán trong đề năm nay.
nhá. Cái kiểu của nó, cái kiểu chặn khoảng của nó là thầy dự đoán có trong đề này. Dự đoán mà, thầy có 3 đề dự đoán, các bạn cần phải xem kỹ nhá. Nhất là những cái bạn mà tham gia các khóa học của thầy. Còn này thầy chỉ có free 2 cái đề dự đoán ở bên ngoài thôi. Vậy ạ. Cho hỗn hợp X gồm chất béo Y. Gồm chất béo Y và axit béo Z tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 muối, tỷ lệ mol là 3/5, tỷ lệ mol là 3/5 và hơn kém nhau 2 nguyên tử carbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì cần vừa đủ 1,95 mol oxy, thu được nước là 1,32 mol, CO2 là 1,37 mol. Được chưa? Ok chưa? Thế vậy ngay lập tức nhìn đây, mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tố oxy thì mình sẽ có một điều là số mol oxy ở bên trong thằng X ấy cộng với 2 lần số mol O2 thì bằng 1 lần số mol nước cộng với lại 2 lần số mol CO2. Và từ đó mình sẽ tìm được số mol của oxy trong X nó bằng 1,32 cộng với 2 nhân 1,37 trừ đi 2 nhân 1,95 bằng bao nhiêu ạ? 1,32 cộng 2 nhân 1,37 trừ 2 nhân 1,95 bằng 0,16. Số mol oxy trong oxit bằng 0,16. Ok không? Mình thấy một điều như sau. Mình thấy là số mol oxy này 0,16 này nó lại chính bằng, các bạn lưu ý này, chính bằng 6 lần số mol Ni cộng với 2 lần số mol Nz, đúng không? Bởi vì chất béo này thì nó có 6 oxy, còn axit béo này chỉ có 2 oxy mà thôi, thì đúng là bằng 6 lần Ni cộng 2 lần Nz không? Ok chưa? Mặt khác mình có số mol Y, các bạn lưu ý này, số mol Y có phải chính bằng là số mol của CO2 trừ đi số mol nước cộng với số mol bromo rồi chia cho 2 không? Tất cả chia 2 không? Số mol Y bằng số mol CO2 trừ đi số mol nước cộng số mol bromo chia 2. Từ từ. Hết giấy rồi. Ui tôi chết. Ok chưa? Và ở đây nó bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Đâu rồi? Số mol CO2 là 1,37 trừ số mol nước là 1,32. Nước cộng brom, brom đây bằng bao nhiêu? Phản ứng vừa đủ với 4,8 gam brom. Số mol brom bằng 4,8 chia 160 0,03. CO2 là 1,37 trừ đi 1,32 cộng với 0,03 đóng một đơn bằng chia 2 bằng 0,01. Số mol Y 0,1 vậy suy ra số mol Z, đúng không ạ? Đấy, số mol Z bằng 0,16 trừ đi 0,06 bằng chia 2 bằng 0,05. Số mol Z là 0,5. Thế mà 2 muối chúng ta là có tỷ lệ là 3/5. Đấy, 2 muối chúng ta có tỷ lệ là 3/5. Thế thì do 2 muối chúng ta có tỷ lệ là 3/5, thế nên mình sẽ suy ra thằng Y của chúng ta nó sẽ có dạng. Thằng Y chúng ta nó sẽ có dạng. Thằng Y của chúng ta nó sẽ có dạng như sau. Là nó sẽ có dạng là cái thằng axit béo Z là xong rồi, đúng không ạ? Thằng Y chúng ta là nó sẽ có dạng là
A COO tất cả 3 lần C3H5. Và thằng Z của mình nó sẽ có dạng là B COOH. Mặt khác mình thấy số mol brom bằng 0,03. Y là 0,01 nhá. Z là 0,05 nhá. Thì brom bằng 0,03 này. Thì có phải nó chính bằng 3 lần số mol Y không? Cộng 0 lần số mol Z không? Nên vì vậy chứng tỏ rằng gốc A phải có một nối đôi CC. Đây cũng là một câu thể dự đoán với đề năm nay, phần triglycerid nhá. Được không ạ? Vậy thì và gốc B no. Ok chưa ạ? Vậy bây giờ câu chuyện nó đơn giản thôi. Bây giờ câu chuyện trở thành cực kỳ đơn giản nhá. Mình có bảo toàn nguyên tử. Thực ra thì với gốc B no mà hơn kém nhau hai nguyên tử carbon thì mình suy được luôn. Do đề bài nó là hơn kém nhau hai nguyên tử carbon này này. Đây này. Nên suy luôn gốc B của chúng ta là gì? C15H31COOH. Gốc A có một nối đôi mà lại còn hơn thì nó là C17H33COOH. Đúng không? Đây gốc A là C17H33. Gốc A thì C17H33 thôi. Bỏ H đi. Đấy, bỏ H đi. Đấy, gốc A gốc B. Thế cho vuông, đỡ phải đi bảo toàn. Đúng không? Thế bây giờ đề bài hỏi, vậy mình từ đó mình suy được đường Y. Suy thằng Y của mình nó là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không ạ? Số mol 0,01. Và chất Z của chúng ta nó là C15H31COOH. Số mol 0,05. Và đề bài đấy hỏi chúng ta là gì? Khối lượng axit béo Z trong mg hỗn hợp. Đây khối lượng thằng này 0,05 nhân lên mẫu đơn 12 nhân 15 cộng 31 cộng 45 bằng 12,85 gam. Ơ sao thầy ra 12,85 mà khối lượng của axit béo Z trong mg hỗn hợp X. Ơ mà tại sao chỗ này thầy ấm nhầm à? 12 nhân 15 à đây cộng 31. Để thầy ấm nhầm mình cộng 32. Cộng 31 bằng 12,8 gam ạ. 12,8 đáp án đúng đáp án này. Ok chưa? Ok không? Tiếp nha các bạn nha. Câu 78 ạ. Câu 78. Chiến đấu tiếp 78 không? Anh em đi ngủ à? Chả nhẽ anh em đi ngủ. Buồn thế. Đi ngủ hết luôn. Đi ngủ hết thì buồn lắm. Ui. Quá buồn đi. 78 ạ. 78 nhá. Hỗn hợp X gồm CuO này, Fe2O3 này. Thôi thầy giải nhanh cho các bạn đi ngủ nhá. FeS2 này, CuS này. Người ta hòa tan hoàn toàn mgamic trong dịch 2,4 đặc nóng. Thu được khí SO2. Dung dịch thì chắc chắn có nước. Muối. Khối lượng muối là 215m phần 107. Mặt khác hòa tan mgamic trên và HNO3 đặc nóng. Thu được 0,5 gồm NO2, SO2, tỷ khối. Các em ơi, các em dựa vào tỷ khối của NO2 VSO2 với lại hydro, các bạn tìm cho thầy luôn số mol của NO2 và SO2 đi. Các bạn tìm luôn trong comment cho thầy luôn đi. Thầy đỡ phải tính. Thầy ngại tính cái này không? Nào. Số mol NO2 bao nhiêu, số mol SO2 bao nhiêu? Các bạn dựa vào tỷ số và dựa vào số mol tìm thầy số mol NO2 SO2. Comment xuống dưới nha. NO2 bằng bao nhiêu, SO2 bao nhiêu? Buồn ngủ kinh khủng luôn à. NO2 bao nhiêu, SO2 bao nhiêu? Đâu rồi? Máy bấm máy tính đâu xem nào. Để bài cho tỷ khối mà.
NO2 bằng bao nhiêu? SO2 bằng bao nhiêu? Bạn bấm máy tính giúp thầy với. Bây giờ thầy mà bấm máy tính là sai đấy. Thầy đảm bảo luôn. Bây giờ thầy mà vào bấm máy tính là chắc chắn là sai. Rồi các bạn bấm máy tính giúp thầy nào. Các Khánh bấm máy tính rồi. Mình lấy đáp án của các bạn đấy nhá. Thầy đỡ phải bấm số NO2 bằng 0.47. Số mol SO2 của chúng ta bằng 0.03. Ok. Thế tiếp tục ạ. Ở đây mình sẽ đi đặt đi. Mình đặt số mol của CO là A, F2 và B, FS2 là C và COS là Z. Được không? Thì với H2O4 đặc nóng dư ấy, thì mình sẽ có một hiện tượng như sau. Thì mình sẽ có M muối thì chính bằng là M kim loại. Đúng không ạ? Chính M kim loại. Nhưng mà ở đây mình không có M kim loại thì mình phải giải kiểu này. M muối thì nó bằng là xem nào. Anh B này là 160 này. Đúng không? COS là 64 cộng 32 bằng 96. Muối này của chúng ta chính chắc chắn là CuSO4 và Fe2SO4 3 lần. Mình đi bảo toàn đồng A cộng D. Mình đi bảo toàn sắt là 2B cộng C chia 2. Vậy mà muối ở đây nó sẽ bằng là đồng là 64 cộng 96 bằng 160 nhân A cộng D cộng với 56 nhân 2 cộng 96 nhân 3 bằng 400 chia 2 còn 200 nhân 2B cộng C để ra mờ muối. Được chưa? Và cái mờ muối này thì nó chính bằng đây ạ, 215 phần 107 nhân với khối lượng quả này 80A cộng với 160B. Cộng với chỗ này bao nhiêu C nhỉ? 56 cộng 32 nhân 2 bằng 120C. Cộng với anh này bằng 64 cộng 32 bằng 96D. Đúng không ạ? Các bạn tóm gọn cái này lại cho thầy nhé. Cái này là cái số 1. Mối quan hệ đầu tiên. Được không ạ? Tiếp tục ạ. Tiếp tục với HNO3 đặc nóng thì sao? Khí SO2 mình biết rồi, khí NO2 mình biết rồi. Thì mình đi bảo toàn E. Đồng dương 2 không lên, sắt dương 3 không lên. FeS2 thì nhường bao nhiêu E ạ? Sắt đến sắt dương 3 vậy là 3. Lưu huỳnh lên lưu huỳnh dương 6 vậy là 6 nhân 2 C cộng với đồng lên đồng dương 2 vậy là 2 lưu huỳnh dương 6 D thì bằng nitơ dương 5 vậy nitơ dương 4 1 nhân 0.47 cộng với 2 nhân 0.03. Đấy chưa? Đây mình sẽ có đây biểu thức số 2 nhá. Thế thì bây giờ vẫn trong cái D đấy thì cái muối này của chúng ta gồm cộng với dung dịch muối thì mình gồm là Cu2 cộng này, Fe3 cộng này, đúng không? SO42 trừ này. Liệu có NO3 trừ dư không ạ? Đặc nóng có NO3 trừ dư. Mình cứ nghi có NO3 trừ dư nhỉ. NO3 trừ dư cái gì đây? Đồng 2 cộng là A cộng D. Sắt 3 cộng là 2B cộng C. SO42 trừ là 2C cộng D trừ 0.03. Được chưa? 2C cộng D trừ đi 0.03. Vậy NO3 trừ mình đi bảo toàn điện tích thì số mol NO3 trừ nó sẽ bằng 2 nhân A cộng D cộng 3 nhân 2B cộng C trừ đi 2 nhân
2C cộng D trừ 0,03. Đây ra NO3 chữ. Các bạn tóm gọn lại cho thầy nhé. Tóm gọn cho thầy bao nhiêu? 2A này. 6B này. 3C trừ 4C là còn trừ C. Trừ C này. 2D trừ 2D hết. 2D trừ 2D hết. Đúng chưa? Ô đây là 3C, 3C trừ 4C hết rồi. Trừ 2 nhân trừ 0,3 là cộng với 0,6. Được chưa? Thì đấy là số mol NO3 trừ. Vậy ở đây mình sẽ có được m muối. Đúng không? Ở đây mình sẽ có được m muối. Suy ra m muối, đề bài nó cho m muối không? Đây có cạn dung dịch thu m muối khan này. Vậy suy ra mình sẽ có m muối. Thì bằng căng nhỉ? 64 nhân A cộng D cộng với 56 nhân 2B cộng C cộng với 96 nhân 2C cộng D trừ 0,03 cộng với lại 62 nhân với lại 2A cộng 6B trừ C cộng 0,06. Được chưa? Thì đề bài cho ra kết quả chỗ này là bằng 19,58 gam. 19,58 gam. Ok chưa? Mình còn cái cuối. Đề bài nói chúng ta là cái gì đó? Trong x, tổng khối lượng các kim loại lớn hơn khối lượng oxy là 4,08. Đây cái số 4. Tổng khối lượng của kim loại 64A, 64 nhân với A cộng với D kim loại đấy, 56, 56 nhân với 2B cộng với lại C. Tổng khối lượng kim loại lớn hơn khối lượng oxy trừ đi 16 nhân với A đấy, A cộng 3B thì bằng 4,08. Các bạn bấm máy tính giúp thầy nha. Giờ thầy đuối lắm rồi, không bấm được máy tính đâu. Bây giờ cái việc bấm máy tính phụ thuộc vào các em. Hệ này của thầy bố đẳn. Đây, một phương trình này. Đây ạ, một phương trình ạ. Phương trình số. Ở đâu rồi? Này bị làm sao nhảy. Đây, đây phương trình số 1. Phương trình số 2. Đâu phương trình số 2 nữa. Đây phương trình số 2. Các bạn bấm máy tính của thầy nha, comment thầy đáp án nha. Đây phương trình số 3. Và đây phương trình số 4. Đấy. Rồi các thanh niên bấm máy tính của thầy nào. A bao nhiêu, B bao nhiêu? Mình lấy đáp án của các bạn ạ. A bằng 0,01, B bằng 0,02, C bằng, đẹp thế, 0,03, D bằng 0,01. Đấy. Để bài hỏi phần trăm khối lượng Fe2O3 gần trong x gần nhất với giá trị nào? Đây 0,01, 0,02, 0,03, 0,01. Thế bây giờ các em tự bấm được nốt là phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong x gần với giá trị nào nhất, đúng không? Các bạn bấm nốt máy tính cho thầy xem nào. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong x gần với giá trị nào nhất và comment cho thầy đáp án. Thôi đừng bắt thầy bấm nữa. Phần trăm khối lượng Fe2O3 0,02 nhân bằng 1 đơn 160 bằng chia bằng 1 đơn này, n cộng này 0,01 nhân với lại 80 cộng với 0,03 nhân 56 cộng 32 nhân 2 cộng 0,01 nhân 64 cộng 32.
bằng nhân 100%, 37,38%. 37,38% thì nó gần với lại 38% nhất, đúng không? Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Ok. Câu 79. Câu 79 ạ. Cracking Bentan một thời gian thu được, câu 79 ạ. Cracking Bentan một thời gian thì thu được 2,688 lít hỗn hợp. Bentan là C5H12, thu được 2,688 chia 2,4, 0,12 mol. Hỗn hợp X gồm 7 hydrocarbon. Thêm 0,7 thêm 67,72. À ghi này hơi lỗi. 0,12. Thêm 67,2 hydro, số mol là 0,3. Nung với niken. Thu được hỗn hợp khí là 8,4 chia 2,4, 0,375. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được CO2 2O. Ui thì câu này dễ, câu này dễ thật. Mình có số mol hydro phản ứng, số mol hydro phản ứng có phải chính bằng là số mol X đây, X này, X đây cộng với số mol hydro, được chưa? Chính bằng số mol X cộng số mol hydro trừ số mol Y, không đúng không? Vậy nó sẽ bằng 0,12 cộng 0,3 trừ đi 0,375 bằng 0,12 cộng 0,3 trừ 0,375 bằng 0,045. Thế mình tìm được số mol hydro phản ứng các em nhá. Được chưa? Thì có phải 0,045 này nó nhỏ nó 0,3 không? Suy ra hydro còn dư, đúng chưa? Và do anh hydro dư thì có phải là mình có là số mol anken chính là số mol hydro phản ứng không? Và bằng 0,045, đúng chưa? Thế thì vậy thì hoàn toàn mình sẽ suy được số mol của C5H12 ban đầu. Có phải là số mol C5H12 ban đầu chính bằng số mol X trừ đi số mol anken không? X đây 0,12 trừ anken là 0,045. Thế thì 0,075 bây giờ mình bảo toàn, vậy số mol C5H12 bằng 0,075 rồi. Bảo toàn carbon 0,075 nhân 5. 0,375. Giờ tác dụng với xe hai lần. Dư. Thì mình thu được kết tủa CaCO3 37,5 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Đây là một câu hay. Thế anh dự đoán là câu này có trong đề năm nay nhá. Đề một câu rất hay. Câu 80 à, câu 80 ở đây đề bài bỏ chúng ta thế này à, ở câu 80 này thì mình có là hỗn hợp E gồm 3 este no họ X đơn chức, Y2 chức và Z3 chức. Cho M gam E tác dụng vừa đủ với NaOH, thu được hỗn hợp T 2 ancol 3 muối R 55,92. Đốt cháy hoàn toàn R, thu được CO2 0,57, Na2 CO3 0,37 và nước cũng 0,37.
Thế thì mình suy được luôn số mol natri bảo toàn natri 0,37 nhân 2. 0,74. Đúng không? Mình bảo toàn khối lượng thì mình tìm được số mol oxy đốt cháy này. 0,57 nhân 44 cộng 0,37 nhân 106 cộng 0,37 nhân 18 trừ 55,92 bằng chia úi chia 32 bằng 0,47 mol oxy. 0,47 mol oxy thì số mol NaOH bằng 0,74 mà. Thì số mol CONa cũng bằng 0,74. Thì từ đó mình suy ra số mol OH trong ancol. À đâu, không phải. Đâu không. Mình làm sao suy được số mol OH trong ancol được? Ra này 0,74 thôi. À đây 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 đây. Suy ra này. Số mol oxy trong R nó sẽ bằng bảo toàn oxy nhá. 0,57 nhân 2 cộng 0,37 nhân 3 cộng 0,37 trừ đi 0,47 nhân 2 bằng 1,68. Và trong Y này nó có nhóm CONa. Số mol là 0,74 chia 2 là 0,37. Vậy bảo toàn oxy thì nó còn nhóm OH. 1,68 trừ đi 0,37 nhân 2 bằng số mol nhóm OH bằng 0,94. Ui to thế. To thế, từ từ á. CONa chỗ này 0,37 là sai, CONa phải 0,74. Thì số mol nhóm OH là 0,1,68 trừ đi 0,74 nhân 2 bằng 0,2. 0,2 đúng rồi. Nó nhỏ vậy thôi. Nhá. Thế mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon trong R là bằng 0,57 cộng với lại carbon trong R. 0,57 cộng 0,37. 0,94. Mà trong nó có CONa là 0,74 rồi. Đúng không? Trong đó có CONa 0,74 rồi. Vì vậy nên suy ra CH2 chỉ còn là 0,94 chứ 0,74 bằng 0,2. Đúng không? Bởi vì là bảo toàn hydro 0,2. Thế từ đó thì mình suy ra là không còn carbon nào khác. Và từ đó mình suy ra cái hỗn hợp R của mình ba mối này gồm HCONa, COONa tất cả hai lần và một anh nữa là anh CH2OHCONa. Thế là thầy biết lý do tại sao nước anh không giải được rồi, thì nó không ra thằng này. Đã đận giải hệ à? Căng nhỉ. Các em bấm máy tính của thầy xem số mol mỗi thằng bao nhiêu. Thầy ngại bấm lắm, bây giờ các em bấm máy tính giải hệ nốt cho thầy xem số mol bọn này bằng bao nhiêu. Số mol nhóm OH bằng 0,2. Số mol nhóm OH bằng 0,2, bên anh này là bằng 0,2 bởi mỗi anh này gọi OH. Đúng rồi, đây số mol nhóm CH2 bằng 0,2 luôn. Thế bây giờ tìm hai thằng này thôi. Tìm AB thôi. Tìm AB thì bảo toàn carbon với bảo toàn natri. A cộng 2B cộng với 0,2 nhân 2 là 0,4 thì bằng số mol carbon là 0,94. Bảo toàn natri A cộng 2B. Ơ không trùng rồi. Không được bảo toàn natri. Bảo toàn khối lượng. Không bảo toàn natri đâu, bảo toàn khối lượng các em ạ. Bảo toàn khối lượng. Mình có 68A cộng 67 nhân 2. 134B cộng với dưới này. 14 cộng 17 cộng 67 bằng 98 nhân 0,2 thì bằng khối lượng muối 55,92. Nào các bạn bấm máy tính để xem A bao nhiêu, B bao nhiêu.
1 bằng 2 bằng 0,94 trừ 0,4 bằng 68 bằng 134 bằng 55,92 trừ 98 nhân 0,2 bằng. Đây ạ. A bằng 0,14. B bằng 0,2. A bằng 0,14, B bằng 0,2 các em nhá. Ok chưa ạ? Thế ra được A và B. Rồi, A bằng 0,14, B bằng 0,2. Đề bài hỏi cái gì? Ăn côn T trên thu được đốt cháy hoàn toàn ăn côn T. Bây giờ mình xử lý đi ăn côn T thôi. Nhờ. Bây giờ mình sẽ có là trong ăn côn đốt cháy ăn côn T này thu được CO2 là 0,54, H2O là 1,04, thì mình sẽ tìm được carbon, carbon trong ăn côn là bằng 0,54, hydro trong ăn côn là bằng 1,04 nhân 2 là bằng 2,08. Vậy oxy trong ăn côn bằng bao nhiêu? Mình cần tìm được oxy trong ăn côn. Oxy trong ăn côn thì bằng 0,74 mà trừ đi 0,2 trong này rồi, vậy là bằng 0,54. Thế mình thấy oxy trong ăn côn bằng oxy trong carbon, đúng chưa? Oxy trong ăn côn bằng oxy trong carbon. Vậy điều này chứng tỏ rằng T chúng ta chỉ có thể gồm CH3OH và C2H4OH 2 lần. Đặt anh này là X, đặt anh này là Y. Mình có hệ phương trình bảo toàn carbon X cộng 2y bằng 0,54, bảo toàn nhóm OH 2 cộng 2y không được, x cộng 2y không được, bảo toàn hydro 4x cộng 6y bằng 1,04 nhân 2 là 2,08. Các bạn bấm tính giúp thầy x bao nhiêu, y bao nhiêu. 1 bằng 2 bằng 0,54 bằng 4 bằng 6 bằng 2,08 bằng x bằng 0,46. Ôi to thế. Nhưng chắc đúng đấy. Y bằng 0,04. Ngon. Xong rồi. Vậy suy ra x, y, z, x đơn chức. Vậy x của chúng ta, x đơn chức thì nó phải là muối đây rồi, muối rồi, HCOO CH3 số mol 0,14, đúng không? Y ra hai chức, HCOO tất cả hai lần CH4, đúng không? Thì chỗ này là 0,14 này. Ồ, không được, từ từ bình tĩnh. Pha 0,14 ngay là toang đấy. Lấy thằng CH3 xem nào. CH3 0,46 à. Thằng này 0,14 à. Chưa biết được. Chưa biết được. Suy được thằng Z đấy. Thằng Z nó là CH3 OOC COO CH2 COO CH3. Đây là thằng có một thằng Z là có cái nhóm CH2 COO thôi. Thì nó là 0,2 mol rồi. Mol này 0,3 thì tổng số mol thằng CH3 là 0,46, 0,46 mà trừ đi 0,3. 0,46 mà trừ đi hai nhóm CH3 đây là 0,46 trừ đi 0,4 thì còn 0,06. Khối lượng của y trong mgm thế xong rồi. Khối lượng của x trong mgm đấy 0,06. 0,06 nhân với 1 cộng 44 cộng 15 59. Eo to thế. Thì ghi lỗi 0,06 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 44 cộng 15 bằng 3,6 gram. Ok, đáp án đúng, đáp án mình. Xịn chưa? Cái này xịn chưa?
Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cái buổi live tối nay của thầy. Như các em nhìn thấy, đây là một live cực kỳ chất. Và lần đầu tiên trong cuộc đời thầy live đến 2 tiếng rưỡi để cháy hết mình của các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này và dành những lời ủng hộ dành cho thầy. Nhớ giới thiệu thầy tới các bạn, các em của các em để các em 2K5, 2K6, 2K7 biết tới thầy nhiều hơn nữa, để chúng ta, để thầy có thể trợ giúp được cho tất cả các em ấy nhiều hơn nữa. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ rồi. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bye bye, chào tạm biệt. Ngủ ngon nhá Dương nhá, ngủ ngon Tuyền nhá, ngủ ngon Giang Bi nhá, ngủ ngon Nguyễn Mai Hương nhá, ngủ ngon Phạm Thị Phương nhá, ngủ ngon Hà Phạm nhá, ngủ ngon Tuyền nhá. Bye bye, chào em, ngủ ngon.